Chào mừng các bạn đã đến với tin hay mỗi tuần trên BKS Channel. Mình hy vọng đây sẽ là bản tin mang đến cho các bạn những tin tức hay và hấp dẫn nhất. Mở đầu cho số đầu tiên, chúng ta sẽ đến với một thông tin cực kỳ vui cho fan hâm mộ của đội tuyển Việt Nam. Vào đêm 8 tháng 11 2019, tại Hà Nội đã diễn ra buổi trao giải AFF Award 2019. Đây là giải thưởng để ghi nhận các cá nhân và tổ chức có đóng góp cực kỳ to lớn cho nền bóng đá Đông Nam Á. Việt Nam của chúng ta đã may mắn thắng đậm được nhiều giải thưởng quan trọng với thành tích vượt bậc trong năm 2019 như là vô địch AFF Cup 2018, lọt vào tứ kết ASEAN Cup 2019, Á quân Kinh Cup 2019, U23 toàn thắng ở vòng loại U23 châu Á mà không để thủng lưới. Ngoài ra, việc xếp hạng FIFA được công bố vào tháng 11/2019 thì đội tuyển Việt Nam chúng ta được xếp hạng thứ 97, xếp hạng cao nhất trong khu vực Đông Nam Á. Chính vì thế mà tại buổi trao giải AFF Award 2019, nhiều giải thưởng quan trọng đã thuộc về đội Việt Nam của chúng ta. Cụ thể như Việt Nam nhận giải đội tuyển nam xuất sắc nhất, huấn luyện viên nam của năm thuộc về huấn luyện viên Park Hang-seo, cầu thủ futsal xuất sắc nhất năm thuộc về cầu thủ Trần Văn Vũ, giải thưởng cầu thủ xuất sắc nhất Đông Nam Á dành cho Nguyễn Quang Hải. Việc thắng lớn tại AFF Award 2019 là cú hích tinh thần mạnh mẽ, giúp đội tuyển quốc gia có thêm niềm tin để đánh bại UAE và Thái Lan tại bảng G vòng loại World Cup 2022 và xa hơn nữa sẽ là huy chương vàng tại SEA Games 30 của U22 Việt Nam. Đến đây thì tin hay mỗi tuần của tuần này đã kết thúc. Hẹn các bạn trong những chương trình lần sau. Các bạn hãy bấm subscribe kênh BKS Channel để cập nhật thông tin mới nhất và gửi những đóng góp ý kiến cho mình để chuyên mục này có thể phát triển lên thành tin hay mỗi ngày chứ không phải là tin hay mỗi tuần nữa. Hẹn các bạn vào những chương trình tiếp theo. Tạm biệt.